quý vị nha. Hiện giờ mình đi với gia đình đi vào thành phố mới Bình Dương để tham quan chơi. Đang đi đường này qua có một nhà máy rất là lớn là nhà máy Kumho Toy, chỉ sản xuất lớp xe của hãng Kumho của Nhật. Thì đây họ làm một cái công ty rất là lớn bên trái. Lớp ô tô này là rất là nổi tiếng thế giới ha. Từ đây rất là quy mô. Diện tích nhìn sơ qua cũng khoảng 10 mẫu, khoảng 10 mẫu hơn. Thì những cái công ty lớn thì đặt những cái trụ sở nhà máy sản xuất tại Bình Dương rất là nhiều. Hệ thống xử lý nước thải, sản xuất ra xe và cung cấp cho thị trường nước ngoài và nội địa. Đây là con đường những cái xe container vận chuyển hàng hóa cũng rất là đông ha. Một phần vùng thì nhà máy Kumho này trải dài đi những hệ thống phân phối và họ nhu cầu về lượng công nhân cũng rất là lớn. Cũng nhu cầu về công nhân, các cái chuyên gia mà làm việc ở đây cũng rất là nhiều, nên là nhu cầu về ăn uống và ở rất là cao. Đây là mạng rào cả dài ghê. Cái này công ty mình đi phát thấy mình là công ty gì đi, cũng là quy mô ghê. Nổi hàng rào không là đủ thấy mệt quá, mấy cây số chứ. Cái này là đó, hồi nãy giờ mình chưa đi hết cái nhà máy Kumho nữa. Thì kéo xuống túc ở dưới nữa. Ta phải đi cho nhà máy xi măng quá. Rồi chưa đi hết luôn. Còn nữa. Để sợ quá dài. Rộng. Bây giờ đi buổi chiều tối nên buổi chiều lấy đường thì không có lấy đường đâu. Dạ. Chiều này mình đi cũng đỡ nắng không á. Ngày báo đài nói là những cái căn hộ mà chưa tới 200 triệu á, chung cư nhà ở xã hội thu nhập thấp á, chưa tới 200 triệu á, mình sẽ đi ngang qua để kỹ xem. Thì thật sự giá đó thì nó chưa tới 200 triệu đúng không quý vị? Thì để tạo điều kiện cho những cái người công nhân trả góp, hay chưa tới 200 triệu mà được trả góp nữa, nó trả trước bao khoảng mấy chục thôi, còn lại là trả góp từng theo từng tháng. Thì rất là hợp túi tiền của người dân lao động và nhu cầu ở nữa cũng rất là cao. Thì bây giờ số lượng các cái công nhân mà lên làm tại Bình Dương rất là lớn, nhưng mà số lượng có nhà cửa thì ít lắm. Thì tỉnh Bình Dương đã thực hiện được những chính sách và tạo điều kiện cho người lao động có những cái nơi ăn chốn ở rất là cụ thể và đẹp ha. Mình sẽ đi qua mình quay lại cho quý vị xem. Giờ này mà kẹt xe rồi. Giờ 4:30. Giờ này tăng ca nó đông dữ rồi nè. Giờ nên làm cho thuê thôi. Xây nhà trọ, trọ kinh doanh được, không phải tiền.
Nên giờ anh cho thuê để buôn bán để nghe trọ chứ. Đâu má rồi, tại vì cái này mặt tiền mà má. Ừ. Lớn mà. Bên có những cái dự án lớn mới, còn bên tay trái
trái vị đó, mình được trái vị là những cái khu nhà như ở dưới là người ta kinh doanh tất cả các mặt hàng ha, ở trên là để mà ở thôi, dưới những cái không tận tận dụng những cái không gian phía dưới mình kinh doanh đó, thuận tiện để đổi xe này. Vô mình có thể ăn buổi chiều hay buổi trưa cho nhanh mình đi làm. Đó, khu chợ đây cũng có nè, gần đây cũng có những cái khu chợ mini nè, tiện lợi. Rồi mình sẽ băng qua khu đi qua trung tâm thành phố mới ha. Trung